Chào mừng quý vị và các bạn đến với bản tin năng lượng của HCT ngày 10 tháng 4. Sau đây là một bài tin tức đáng chú ý. Bản tin năng lượng: báo cáo số lượng giàn khoan. Báo cáo kết thúc ngày 8 tháng 4, số lượng giàn khoan của US giảm 4 giàn xuống 721 giàn khoan đang hoạt động. Số giàn khoan của Canada giảm 12 giàn xuống 127 giàn đang hoạt động. Số giàn khoan của thế giới tháng 3 tăng thêm 15 giàn so với báo cáo tháng trước lên 930 giàn đang hoạt động. Tổng hợp tin tức năng lượng: dầu tăng cao hơn vào đầu tuần khi các nhà giao dịch đánh giá những thách thức đối với nguồn cung sau khi OPEC cộng cắt giảm sản lượng bất ngờ. Dầu WTI đã tăng lên 81 USD trên một thùng sau khi giảm gần 7% một tuần trước, sau những động thái của tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ và các đồng minh. Thổ Nhĩ Kỳ muốn đàm phán với Iraq về một thỏa thuận mà họ được lệnh phải trả trước của một đường ống dẫn xuất khẩu 400.000 thùng một ngày mở lại, theo hai quan chức Thổ Nhĩ Kỳ quen thuộc với tình hình. Trong khi đó, Bộ Năng lượng Nga cho biết quốc gia này sẽ giảm sản lượng dầu khoảng 700.000 thùng một ngày vào tháng trước. Tuy nhiên, con số này không phù hợp với các chỉ số xuất khẩu đường biển tháng 3 ở quốc gia này và cung cấp với các nhà máy lọc dầu trong nước. Dầu thô đang phục hồi sau 3 tuần tăng giá, chuỗi tăng giá dài nhất trong năm nay. Trong khi đó, quyết định bất ngờ của OPEC cộng đã khơi lại những kỳ vọng về tăng giá, thì một số chỉ báo nhu cầu dầu có dấu hiệu suy yếu về những lo ngại suy thoái vẫn tiếp tục. Các nhà giao dịch dầu thô sẽ có những thông tin giá trị trong tuần này khi OPEC cộng và những cơ quan năng lượng quốc tế sắp công bố triển vọng hàng tháng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe bản tin năng lượng của HCT ngày hôm nay. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị ở những bản tin tiếp theo.